Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái game mà hiện tại thấy cũng có nhiều người chơi nè. Đó là game Play In, game dịch thuật nha các bạn. Hiện tại tình hình dịch Corona tại Trung Quốc, đặc biệt là khu vực ở Vũ Hán, của tỉnh Hồ Bắc đang lây nhiễm với tình hình rất là phức tạp. Thì mình cũng có cái lời khuyên cho đến các bạn là mình đi ra đường thì nên đeo khẩu trang vào nha, hạn chế đi những chỗ đông người và nếu rửa tay thường xuyên nha. Rồi bây giờ mình vô chơi game các bạn ơi. Ở đây nó có cái màn hình chính, khi mà các bạn mở lên thì nó sẽ hiện ra cái phần chơi này rồi cách chơi tiến trình. Cách chơi mình đọc bạn nào biết chưa biết chơi thì mình vô cách chơi để nó hướng dẫn cho mình, còn mình biết rồi mình vô mình chơi luôn. Rồi mình sẽ chọn vô chơi luôn. Ở đây thì nó có phần lựa chọn là chơi mới, tải trò chơi bản luôn nè, nhưng mà mình giờ mình chơi lần đầu tiên thì mình sẽ chọn trò chơi mới đi. Đây, ở đây nó có nhiều cái loại dịch bệnh để mình lựa chọn đây, có vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng, rồi thể đạm độc, virus nano, vũ khí sinh học. Giờ mình chơi bản vi khuẩn đi. Tại vì nếu các bạn tải cái game mà game này thì Việt hóa thì nó có mở hết các loại virus nha. Còn nếu mình tải bản tiếng Anh trên CH Play thì nó chỉ hiện được cái bản vi khuẩn thôi, mấy cái virus nấm đồ còn lại thì nó sẽ khóa lại. Thì cái đó phần các bạn tải trên CH Play đó. Còn cái phần game này của mình thì mình tải trên trang web, thì để mình chơi cho các bạn xem. Xong rồi ví dụ bạn nào muốn chơi cái game này bằng tiếng Việt á, thì mình sẽ làm một cái video kế tiếp để mình hướng dẫn tải cái game này nha. Còn bữa nay mình sẽ làm cái video để chơi game này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn vi khuẩn các bạn ơi. Vi khuẩn, virus đi ha, virus đi, virus đi. Đây nó có chọn chế độ khó nè, phần giải trí và phần trung bình với phần tàn bạo. Phần giải trí thì dành cho người mới hoặc người muốn chơi nhanh. Rồi, để mình làm video nhanh thì mình sẽ chọn phần giải trí nha, dành cho người mới đi. Thì mình đặt tên cho cái con virus của mình nha, virus đặt cái tên tên mình đi. Kênh của mình là NHDTV nha các bạn, NHDTV liền luôn này, HDTV. Đấy, virus là cái tên kênh YouTube của mình luôn. Rồi giờ ok, đây đây nó sẽ có hiện ra một cái bảng thay đổi mã di truyền nè. Đó, nếu các bạn muốn thay đổi sao đó thì mình chọn vô đây, chèn gen mô phỏng gen này kia đâu nè, thủy phân kiềm gì thôi, nó có nhiều mẫu lắm. Nếu bạn nào có tải về chơi bạn sẽ chọn tùy thích nha. Giờ mình vừa chơi mình vừa nói chuyện cho các bạn nghe luôn nha. Tại vì có những người làm video thì người ta chơi xong người ta mới bình luận vô, còn mình thì vừa chơi vừa nói chuyện luôn. Rồi thì đây nó sẽ hiện đầu tiên cái sơ nó hiện mình một cái bảng chào mừng đến với Play In. Bạn là một loài virus mới để chiến thắng, bạn phải tiến hóa lan truyền khắp thế giới và xóa sổ cả nhân loại. đọc cái này nghe thấy dữ rồi ha. Rồi ok, bấm một quốc gia khởi đầu. Nói chung nó có nhiều tiếng Việt đây đó. Bạn nào tải về rồi thì mình có thể đọc từ từ nha, còn mình chơi nhanh thì mình chọn như chỗ nhẹ, cứ để mà đọc hết một hai cái video bị dài quá các bạn xem khác đi cái đúng cho lẹ. Mà nó kêu mình chọn quốc gia thì mình chọn Trung Quốc đi. Thế nào mình chọn thứ hai nha.
Đây dưới đây cái phần dưới này nó có cái phần nhiễm bệnh này, bệnh này DNA là đầu lên nhiễm tại chứ có trong hơn 10 năm xong chắc thế giới bị gụi hết rồi. Người rất là may, cái này chỉ là một cái trò chơi bằng game thôi. Bên đây nó có một thuốc nữa các bạn, điều trị chưa có điều trị đến với thuốc chủ đạo tiêu mục tiêu không có dữ liệu à, rồi sơ sơ hả. Nhiều thời gian hơn ở trong cái góc phải màn hình các bạn, hiện tại là thời gian trong game nó sẽ chạy liên tục tại nhà nhà tới đó. Thế bên này là ngày 5/3/2020 này, một cái thằng nó chạy thời gian á, giờ muốn cho nó nhanh hơn thì bấm lên, sau rồi bấm cái hình phần nêu là các bạn tin tức nè, có thể mình ra đây mình xem tin tức của thế giới này kia nè, các nhà khoa học đã nghiên cứu từ những cái này nè. WHO cảnh báo các thành phố gần biển đó là khu vực theo luật. Nói chung là những cái tin tức này là những tin tức ở trong game nha, mình bấm vào xem nữa. Thank you.
được khác đó. Kèm khiến nhiều người
nhiều người bệnh phát tán dịch bệnh làm tăng khả năng lây nhiễm. Virus on HDTV. Rồi, chắc có lẽ mình sẽ kết thúc video đây các bạn ơi. Nếu mà bạn đã thấy thích video thì hãy like, share video và đồng thời ấn đăng ký kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Rồi, cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải game này bằng tiếng Việt nha. Còn nếu bình thường các bạn lên CH Play tải về là tiếng Anh thôi mà, với lại nó không có mở ra đủ hết các loại virus. Rồi nếu bạn nào cảm thấy thích thì đón xem video kế tiếp của mình. Mình sẽ làm cái video hướng dẫn để mà tải game này về nha. Rồi, vậy kết thúc video các bạn ơi.